Xin chân thành cảm ơn anh em đã quay trở lại với Đảo Kinh Dị. Chúng ta thì đang đến với series Chấn Yểm. Và lần trước thì chúng ta đã được nghe về cuộc đời của Đinh Bộ Lĩnh. Thực ra thì cái này, những cái này là huyền thoại rồi truyền thuyết dân gian truyền miệng thôi. Trong đó có nói thì Đinh Bộ Lĩnh là con của một con rái cá. Và ông đã được một người khách tàu sang nhờ, và ông đã táng xương cốt của cha mình để bộc phát trở thành đế vương. Nhưng sau đấy thì cũng rất nhiều hệ lụy, và những cái lần Chấn Yểm khác cũng đã thành công của vị khách tàu kia. Vậy thì chuyện gì xảy ra tiếp theo? Cùng mình đón xem nhé! Series Chấn Yểm và Thần Thoại Việt Nam, Đức Thánh Tam Giang Hiển Linh. Sau khi mà vua Đinh Tiên Hoàng và hoàng tử trưởng Đinh Liễn bị sát hại bởi quan nội hầu Đỗ Thích, triều đình bỗng rơi một thế hiểm nghèo. Tứ trụ thì vốn là những người trung thành với triều đại cũ, thập đạo tướng quân lại nắm trong tay quá nhiều quyền lực. Đinh Toàn được đưa lên ngôi với hiệu là Đinh Phế Đế, nghe tên đã thấy phế rồi. Tuy nhiên, nhà vua quá là nhỏ tuổi nên thái hậu và thập đại tướng quân mới là nắm quyền nhiếp chính. Một cuộc đổi ngôi diễn ra, Đinh Toàn bị phế xuống làm vệ vương. Cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất thắng lợi. Thắng lợi là do sự lãnh đạo tài tình, do sự đoàn kết quân dân. Nhưng ở trong kỳ này, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào sự can thiệp từ các vị thần thánh của nước Nam và những mưu đồ của phương Bắc. Đầu tiên là chúng ta nói sơ qua về xuất thân của Đức Thánh Tam Giang. Đây là danh xưng chung cho hai vị tướng nhà họ Trương sinh sống dưới đời của Triệu Việt Vương. Hai ngài thì là hai anh em trong số 5 người con được sinh bởi Phùng Tứ Nhan ở làng Vân Mẫu là Bắc Ninh ngày nay. Thần mẫu của 5 anh em có thai trong 14 tháng và sau đó thì hạ sinh một bọc gồm 5 trứng, nở ra 5 người con là Trương Lừng, Trương Lẫy, Trương Hống, Trương Hát và Trương Đạm Nương. Cả 5 người thì đều là con của Thần Long, kết tinh sinh khí của Trấn Kinh Bắc mà thành. Vì vậy nên người mẹ mới lấy họ Trương là họ của Ngọc Hoàng mà đặt cho các con mình. Khi khởi nghĩa thì Lý Nam Đế bị đàn áp, viên tướng Triệu Quang Phục đem quân lui về đầm Dạ Trạch, ngày đêm tập luyện để giành quyền tự chủ cho đất nước. Rất nhiều những hào kiệt anh hùng đã quy tụ dưới trướng của ông nhằm mong góp sức. 5 anh em nhà họ Trương thì cũng không phải là ngoại lệ, lập được những chiến công hiển hách, đánh đuổi giặc Lương, giành lại độc lập dân tộc. Trong đó thì Trương Hống và Trương Hát là những bộ tướng tài năng nhất dưới trướng của Triệu Việt Vương, được nhà vua phân tước phòng thực ấp. Tuy nhiên là khi Triệu Việt Vương bị Lý Phất Tử đánh úp và tự vẫn, cả hai anh em thương tiếc cho người thủ lĩnh đã quyết không ăn ở hài lòng, đưa ra quyến đóng bè xuôi theo dòng sông Cầu để tránh sự truy lùng của Nam Đế. Cuối cùng tất cả đã uống thuốc độc để giữ lòng chung với vua. Nhân dân dọc hai bờ sông thương tiếc lập đền thờ làm thần. Vào năm 981, lợi dụng sự non trẻ của triều Tuyên Lê, quân Tống đưa một lượng lớn quân sĩ vượt biên đánh thẳng vào kinh đô Hoa Lư theo đường thủy nhằm thôn tính được Đại Cồ Việt. Tất nhiên là mỗi lần đánh chiếm nước ta, quân của Bắc Quốc không chỉ mang theo binh hùng tướng mạnh mà còn mang theo cả những thầy phù thủy pháp sư, những thầy địa lý đi dò xét liên tục địa thế của nước Nam nhằm tấn công vào những nơi huyệt mạch, chặn đứng sự giúp đỡ của đất trời, triệt tiêu yếu tố thiên thời địa lợi. Như ở video trước đã nói, gã đi tìm huyệt quý cũng chính là một phù thủy, mục đích là tìm một ngôi mộ huyệt đẹp để làm lộc cho con cháu sau này. Tuy nhiên, Đinh Bộ Lĩnh sớm nhận ra nên đã làm hỏng mục đích của hắn, dẫn đến sự trả thù của y. Lần này thì cũng vậy, trước khi mà cất quân sang xâm lược nước ta, rất nhiều những phù thủy và thầy địa lý của chúng đã được cử sang để khảo sát địa hình, tìm nơi đóng quân, trấn yểm những trận địa để có thể tăng khả năng chiến thắng, giảm tối thiểu thiệt hại. Trong khoảng 2-3 năm trước khi cất quân sang xâm lược, chúng đã thao túng cả những vùng biên cương, gây ra sự chia rẽ lớn trong sự đoàn kết đánh giặc. Sau đó, chúng đi khắp các vùng lân cận kinh đô để khảo sát địa thế. Trong quân sự thời xưa, việc gió thổi hướng nào, trời quang đãng hay là mây mù, theo suy nghĩ của những bậc cầm quân đều ngầm định ý chỉ của bậc thần thánh. Nếu mà mọi điều kiện tự nhiên đều phù hợp thì gọi là thuận thiên, nếu không thì phải có đàn tế để xuất quân được. Khắp một khu vực quanh kinh đô Hoa Lư có rất là nhiều con sông để triển khai thủy binh, nhưng con sông nào là tốt nhất? Nên nhớ là những con sông của nước Nam đều có những thần sông. Những thần sông ấy là những người có công nên được thượng đế ban chức tước trấn giữ những dòng nước kia. Nếu như mà những kẻ ngoại xâm bị đô xấu vào, chắc chắn là sẽ bị cản trở. Nhẹ thì nước lớn gió bão, mây mù, nặng thì cuồng phong, giao long thùng luồng. Vì vậy, việc của các phù thủy phương Bắc là làm sao để che mắt các vị thủy linh ấy, che mắt sơn thần thổ địa để hành động cho được dễ dàng. Thêm vào đó, nước ta có một hệ thống long mạch rất là rộng lớn và mạnh mẽ, có địa long, thạch long và cả thủy long, nên việc cất quân đánh chiếm nước ta một cách thuận lợi là rất khó, vì đó là việc nghịch ý trời. Khắp các vùng đất của ta đều có sơn thần thổ địa trấn giữ, nên việc yểm địa long hoặc thạch long đều rất là khó. Vì vậy nên chúng nhắm đến một nhánh để yểm hơn là thủy long.
Vì đơn giản, có khá nhiều nhánh sông nước ta có chung một điểm đích với vài sông Bắc Quốc nên sẽ dễ dàng cho việc trấn giữ. Bên cạnh đó thì các thủy linh đều khá là nguyên tắc, chỉ cần trao đổi vật nào đó cân bằng với giá trị của mục đích thì đều được chót lọt. Giống như là tích ở bên Tam Quốc, tế đầu người cho sông. Hoặc ở các vùng sông nước nói chung, khi cứu một mạng khỏi tay Hà Bá thì phải đền lại y như vậy. Các phù thủy ở Bắc Quốc thì đều lợi dụng điều này để trấn yểm. Lần này chúng chọn đánh theo đường biển vào. Vì dù gì đi nữa, biển Đông kia nơi giao thoa của Bắc Quốc và ta, có sự giao lưu của gia tộc ta và người phương Bắc, nên việc tế lễ cho các thần sẽ dễ hơn rất là nhiều. Chúng tiến vào theo cửa biển Đại Than, dọc theo dòng chảy của hệ thống sông mà đi theo đường sông Đồ Lỗ. Có nguồn thì cho rằng con sông này đã biến mất ra phù sa, từng là một nhánh sông Cà Lô. Tuy nhiên ở phía quân ta, lúc đó Lê Đại Hành cử thiền sư Khương Việt đến khu vực thành Bình Lỗ lập phòng tuyến, xây dựng thêm các trận địa, cùng với đó là cử hành những nghi lễ mong cho kháng chiến sẽ thắng lợi. Mọi việc thì đều diễn ra suôn sẻ và chính là các vị thần thánh bảo hộ đất nước ta đã hiển linh. Xế chiều sau khi mà thành đắp xong, Lê Đại Hành và tướng Phạm Cự Lạng đã tới phòng tuyến. Khi nghỉ ngơi, cả vua tướng quân đều có một giấc mộng giống nhau. Trong mơ thì có hai vị thần mặc giáp trụ đeo binh khí đến yết kiến, tâu rằng: "Chúng ta đều là bộ tướng của Dạ Trạch Vương, vì lòng trung hiếu mà tuận tiết. Thượng đế thì thương tình nên cho chúng ta lên làm thần, trấn giữ lưu vực sông khắp chốn Kinh Bắc. Nay thì bờ cõi bị xâm lược, đích thân nhà vua làm tướng, chúng ta lại lẽ nào khoanh tay đứng nhìn? Nay có 10 vạn bộ tướng và âm binh ở dưới quyền, tất cả đều tinh anh thủy chiến tốt, xin đem theo để cùng nhà vua lập công." Nói xong thì liền biến mất. Vua và tướng quân đều cho là điểm lành, liền trở dậy, thúc giục quân sĩ chuẩn bị nghênh chiến. Đoàn quân của phương Bắc nhá, kéo đến với cả quân thủy và quân bộ. Chúng bắc cầu phao, trên thuyền thì cung thủy, ván, lao, móc đều sẵn sàng đổ bộ. Lúc đó quân lực của ta ít hơn hẳn chúng. Hơn thế, chúng lại hành quân quá là nhanh, thủy binh đã hội quân được với bộ binh, sẽ là thế hiểm nghèo cho quân ta. Bỗng dưng thì trời đất tối sầm lại, gió bão nổi lên, trên dòng sông hiện lên hình dáng hai vị tướng, giáp trụ sáng loa, người vàng người bạc, theo sau là hàng vạn âm binh, hàng ngũ chỉnh tề. Thần nhân thì cất tiếng: "Đất nước đang thái bình, bờ cõi rình rẽ, chẳng lẽ là các người vẫn giữ tư tưởng lĩnh Nam là đất của Bắc Tống hay sao? Các thủy linh, chẳng lẽ các người nghe lời bọn chúng, nhận đồ tế mà làm ngơ đi dạ tâm của chúng? Thật là xấu hổ biết bao. Các người đều được thiện đế tiên dung mà lại làm việc này hay sao? Hãy theo chúng ta phò tá nhà vua, quét sạch lũ giặc." Cất tiếng thăng thoảng trong gió, vang lên bài thơ: "Nam quốc sơn hà nam đế cư, hoàng thiên dĩ định tại thiên thư, như hà bắc lỗ lai xâm phạm, hội kiến thịnh trần tận tảo trừ." Quân địch thấy thế hoảng sợ, quân ta, lính của thần đều nhất tề xông lên, chẳng mấy chốc mà quân Tống tàn vỡ, dẫm đạp lên nhau mà cháy. Sau chiến thắng, hai vị thần lần lượt được sắc phong lên làm phẩm thánh, gọi là Đức Thánh Tam Giang. Một người được thờ ngã ba sông Thương, một người thờ ven sông Như Nguyệt. Đến thời nhà Lý, hai vị lại hiển linh một lần nữa, giúp chúng ta chiến thắng trên dòng sông Như Nguyệt. Bài thơ thần lại một lần nữa được ngâm lên, hàng ngũ địch tan vỡ, quân ta thắng trận trở về. Rất là hấp dẫn đúng không nào? Và video ở đây là hết mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và subscribe Đảo Kinh Dị ngay từ đón xem những video mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn anh em.